Phải quyết định này, phải quyết định nhé, phải quyết định nhé. Đổ cái mỏ theo sau rất là đẹp. Đổ cái mỏ theo sau là xong rồi. Farm đồ, lên cấp, lên cấp, lên cấp, bắt đầu vào đánh sảnh, thất bại nên đi farm tiếp, vẫn thăm ngàn, chốt đồ. Team DOT như đuổi bầu, thử lại với team Dr. Zatio, thầy Cúc, yếu vãi cả mặt, thử đi team Silly, cũng như đuổi bầu, anh TV ngu vãi biểu, anh TV bóp lần 2, Silly 66% crit, điểm báo, anh TV bóp lần 3, Silly, nhà cái hàng đầu Việt Nam. Rồi, vãi cả cắt, lại hụt crit. À, Silly tồi VL. Bắt đầu khấn anh TV. TV cool à? Lạy anh TV. Em xin anh TV. Bằng mọi giá anh làm ơn anh đừng chỉ vào đầu con Phú Xuân nữa rồi. 4 round liên tiếp em đánh lại là 4 round. Có chỉ mặt con Phú Xuân. Em hứa từ giờ về sau, ăn nợn, cấu nào cũng được. Chỉ cần là em muốn lấy, em sẽ nạp tiền em cúng cho các anh. Em xin các anh. Anh tha em. Em xin anh đấy, em hứa em sẽ nạp tiền, em hứa em sẽ mua thẻ tháng và pass to pass đầy đủ, đừng chỉ đầu con Phú Xuân nữa. Anh TV, anh có nghe những lời em nói không? Em xin anh, em van anh, em quỳ xuống em ôm chân gia tộc, em ôm chân các anh, đừng chỉ đầu con Phú Xuân, em xin anh đấy. Khấn xong TV vẫn chỉ Phú Xuân. Ui, các mẹ đi không? Các bác sĩ bắt đầu hội trần. Discord đi, tôi stream lên cho bạn này. Vào con Discord đi, nhanh lên. Nhanh, ăn lên. Đờ mờ sói bạc. Nghe sao con cái máy được rồi. Bạn từ từ nhé. Ok. Con mẹ mày sói á. Rồi ok bạn. Chắc có anh Lê Bách vào. Anh Bách ơi cứu em. Hôm qua anh định vỡ xích. Vậy là xong rồi. Cứ thử đi, tầng này nếu anh mà cứu được, em với. Được 5 cycle thì ok. Em đánh cái tầng 12 này. Đấy, với con đạp này thì bên trên mình đánh 5. 8 tiếng đấy, rồi. Đánh thì nó dễ. 8 tiếng rồi. Doctor Chay à. Và không có cách nào để em đánh được tầng trên trong 4 cycle cả. Ủa sao em không chơi Black Swan dưới, Doctor trên? Hơn là con Bella. Tại vì nó là một câu chuyện rất dài. Đánh cương vị vương chơi nha. Cứ game anh tin em, anh phải tin em. Lần này em không ngu. Ok. Đánh như bình thường. Ba... Anh tin em đi. Em ba đã thử quá e, nhiều rồi. Ba e của doctor này. Cứ game hết rồi từ vương. Tôi chưa bao giờ tôi thấy một con doctor radio nào ulti mà nổ được hẳn 10.000 đam. Con mẹ phải nó là 10.000. 10.000 bạn ạ. Bình thường bạn ơi. Dạ tôi quen rồi. Nè, bây giờ anh chơi đi vào xem mấy cái ông có nick lọ ơi. Như này là tầm thương rồi. Không có sao, không sao. Cái con ác này đang quy tụ kiểu tất cả các bác sĩ giỏi nhất ở trong cái cộng đồng HSR này về đây hội trận cho nó mà vẫn chưa xong, chưa đâu vào đâu cả. Tôi... Tome nhập ma. Anh Mike ơi cho em đính chính. Khi em sờ vào ác này, em đã phải nuôi gấp hai con DOT lên là em đi sửa đồ cho con Kaka và con Black Swan không đồ, không vết tích với 1.400 nhựa xanh và 10 bình nhựa. 10 bình nhựa anh ạ, 10 bình nhựa, 1.400 nhựa xanh và 10 bình nhựa. Em đi farm đâu đấy khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ và em bắt đầu em đánh từ sảnh 7 lên đến sảnh 11. Ok, mọi thứ vẫn rất bình thường. Em đánh xong sảnh 11 rồi, đến sảnh thứ 12, em nhắc tìm DOT lên tầng trên và nó không có một miếng nam nào cả. Em phải out ra em đi vũ trụ mô phỏng để em kiếm lại cầu dây cho hai con. Xong rồi em vào em đánh lại tìm DOT tầng trên. Nhưng mà em vẫn đéo đánh được. Là em quyết định là em sử dụng Dr. Ratio. Và em phải mượn cả chấn hương xe lê và mix đồ cho Dr. Ratio. Dr. Ratio có dày tóc. Có dày tóc. Nhưng mà Dr. Ratio chọn tầng trên nổ crit 30k. Còn nữa chưa hết. Con TV nổ gacha. Nó không bao giờ nổ gacha vào đúng nhân vật mà em cần cả. Và con xe lê với tỷ lệ bạo của nó là 66% kẹp cùng với con Phú Xuân. Vào trận đó là 74% và nó luôn luôn hụt crit. Em thề với anh luôn. Lết tầng trên mù điên. Để em vô đi. Em vô rồi. Ok. Ba lên anh này. Ba luôn. Có ba là ba luôn.
E xuống này nữa. E xuống cũng đi được. E á? Khoan từ từ đã, từ từ. Bạn chắc không? E không, không chắc. Không chắc. Từ từ mà lấy kiếm rồi. Ờ, phải để nó đánh một cái lửa, phải để nó đánh một cái lửa. Được rồi, đánh thường thôi, đánh thường thôi. Cái con sói này phải bị đánh thì nó mới đủ ulti được. Đánh thường thôi. Đánh được một cái đi. Rồi. À. Hỏi nè. Xung quanh toàn là lang băm thôi. Yeah. Điểm yếu phong lạ lắm. Toàn là e con người máy đi, E con người máy. Ờ, e con người máy. Thay đổi chiến để thuật à? Ờ, thay đổi chiến thuật để lấy điểm bóng điểm yếu phong. Phong của bạn này. Sao bạn lại cười? Bạn không được cười. Đây là lỗi của bạn, không phải lỗi của tôi. Tôi không bất ngờ đâu, tôi không có gì. Tao ra được từ hai cái nhỉ. Ờ, cho tôi chém đấy bạn. Chém thôi, lại đánh như bình thường, đánh như vừa tôi thôi. Bạn muốn gacha lại không? Bạn muốn gacha lại thì bạn e, không thì bạn đánh thường. Bạn nhìn mặt tôi này. Tôi biết là tôi đã không được A. Nhưng mà bạn nhìn mặt tôi này. Bạn nhìn thấy khuôn mặt hồ hởi phấn khởi của một người đánh một con A trong suốt 10 tiếng đồng hồ không? Bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy đúng không? Tôi biết là bạn nhìn thấy mà. Ra điểm yếu gì tôi không quan trọng đâu. Biết là ra. Ừ đấy. Tuyệt vời đấy. Thôi thế thì đánh thường thôi. Đờ mờ sói bạc phần 2. Gacha boy. Here we go. Nghe lại đúng rồi. Nghe đi. Đủ ti không? Bạn đợi từ tí nhé. Mẹ con sói. Rồi. Tiếp đi bạn. Ok, đánh thường thôi. Thử lại với team Silly. Có lẽ không đủ đam rồi. Nó chỉ tầm này thôi à? Xuống đi bạn. Tôi bảo này. Đã mất niềm tin đến thế rồi, tôi thề. Chơi lại con Silly đi. Đằng nào mà chẳng chết, đằng nào mà chẳng thua. Yeah. Chơi lại team Silly tầng trên đi. Thất bại tiếp. Đánh thương Gepard đủ không? Không đủ đâu, chắc 2% mà, chắc kéo được 2%. Chém đi, cứ chém đi mới biết. Thôi cứ đánh thử đi chị. Rồi, đánh em một cái. Phải không? Từ từ. Đánh thương thôi. Giữ lượt. Đánh thương. Rồi, đánh thương tiếp này. Đánh thương luôn đi chị. Đánh tiếp rồi, dồn đam, đánh thương tiếp. Đánh thương liên tục xong rồi sẽ lê em. Đó lần cuối bạn ơi. Không được thì nghỉ. That's quite big. Cuối cùng cũng xong tầng trên. Ừ, e ulti của nó luôn. Không, e luôn. E thì mình ấy thôi. Máu hấp mà, đánh thường cũng đủ mà. Biết là đánh thường là đủ, bây giờ có hai kiểu ấy. Bây không, thế thì giữ lại cái con lính đấy, Đánh thường ulti cái pass luôn, giữ con lính đến để lần sau mình sẽ headshot đó sao? Thế là tiết kiệm nhất. Tôi còn nên tin bạn không? Còn nếu mà linh cảm của tôi đang nói là bạn đang chỉ láo tôi. Không, bệnh để xem nhá. Bây giờ nếu bạn dồn hết trong cái pass lần này thì bạn sẽ mất búp thiên phú, kiểu cái thiên phú tái hiện ấy thì bạn mất tái hiện. Còn nếu bạn muốn chia đam thì bạn đánh cái pass bây giờ, còn nếu bạn muốn all in là bạn lấy con lính. Hay thôi. Nổ nè. Đó, rồi. Đó phải chơi, nó đẹp lắm. Đấy là win. Liệu không phải này nổ có chết được hay không mới là vấn đề. Ừ đấy, nhưng vấn đề ở đây là gì? Nếu mà cái búp sảnh nó nổ ngu ấy, à không mà chỉ có bao nhiêu búp sảnh, hai búp sảnh thì bây giờ cái quan trọng là nếu cái bát nó tự nổ chết thì con Cele liền phí phí năng lượng đúng không? Còn nếu mà con Cele này mà để búp sảnh nó gặt cái bát ấy thì mình phí cái đam break. Giờ một là liệu là dùng E để giết con T-Bát nhanh luôn hoặc là nào thì liệu dùng nghe cái bát nhanh được, chấp nhận được đấy. Nghe cái bát tiếp nhanh, tao cũng thích kiểu đấy hơn. Giết nhanh. Ừ, rồi. Đúng rồi đó. E luôn á. Từ từ nhìn đã. Thế nhá, nếu mà E đơn này đúng không? Thì con Tiyun mà búp lại kéo lên con sói không ulti được, mà chắc chắn là con sói không ulti được đâu. Ừ. Con sói cũng ulti được đâu, chưa đánh thường rồi, đánh thường con sói là đủ rồi. Chỉ cần mình đem giá. Sói không có dây sao. Hiểu không? Không có non chấn. Vấn đề ở đây là đặt ra là con sói nó phải E 2 lần trong cái canh thay năng lượng này của nó mới đủ. Rồi, E lại. Nổ nè. Đủ mà, được. Chỉ cần Cele ulti là đủ rồi.
Bình thường thôi. Bình thường thôi. Ôi vẫn phải bằng lại. Ở quên E chứ. Ta nhìn có xe lên không nhìn rồi. Có nhầm 3, 2 không đấy. E xong 3 luôn. Đây không? Không, không cần 3 luôn đâu. Đẩy để đánh. Nếu đánh con xe lên thì mình tiết kiệm năng lượng. Đấy. Đó. Đây xem nào, đánh thường thôi, đánh thường thôi. Tòa này mình còn không còn gì mất đâu. Thế thì 3 luôn, thế thì 3 luôn. Thế thì 3 luôn. Cũng chỉ trong tuần này thôi. Bắn luôn. Ủa đa mà phải không ta? Bắn lên, bắn đi. Bắn đi, cũng chỉ trong tuần này thôi mà. Được đấy. Có hốp đấy. Đó. Rồi. Xong rồi bạn ơi. E rồi. Đánh được. Đánh được tiếp. E tiếp đi, nhiều đam lên, E tiếp đi, hết đam rồi. Xe lên 2 E, xe lên 2 E, con này là phải đủ rồi. E đúng. Ổ nè. E luôn. Đó, xong. Đẹp. Đẹp rồi đó, 26 rồi đó. Cái sát cycle rồi đó. Tiếp tục tầng dưới. Quan trọng là cái sảnh nó nổ kiểu gì ý, chứ không phải cái quan trọng mình kém con nào đâu. Em một phát nữa cho Blade đi. Được mà. Ờ, cũng được. Em lên phát nữa cũng được. Được. Không sao. Ok. Đấy. Rồi. Búp sảy nó hổ thế. Được. Ê, được. Từ. Được, cái bản đẹp đấy. Kịch bản này đẹp, từ từ nhá. Thế thì phải giảm giáp Bella rồi. Đúng rồi. Bắn thử. Đánh ra là nó nên vào con ngựa nhiều hơn. Chị Bella bắn thường. Ba là đánh thường thôi, bắn thử. Bây giờ mình cũng chưa có giảm giáp nữa. Đúng rồi, hết chiến kể rồi. Đánh thường là ulti rồi. Ulti được rồi, ulti được rồi. Cũng cycle này thôi mà. Bốn luôn. Bốn là đánh thường. Đừng tiết kiệm cái bốn của con Bella. Con Bella đang đeo dây hiệu suất rồi, không sao đâu. Đeo của nó hiệu suất rồi mà. Đúng không? Con Linh đánh thường thôi. Đánh thường thôi. Đánh thường. Này. Ui ngon nha, từ từ. Đánh thường thôi, để bọn lo 12. Kéo được con lấy trước rồi hai lưu cũng được. Từ kéo lên này, nó từ từ nhá, bạn tính của tôi xem là quả này ulti thì nó lên stack không? Ulti nó lên stack không? Lên stack á. Lên stack đúng không? Từ khi nào chết thì nó mới stack phía sau được. Thế ulti. Được. Ulti trước được. Đi chị. Ulti trước thôi. Bộ đèn không? Nó mà không phải thấy nó lấy theo sau thì phát này ngon rồi. Không phải lấy được ngon nè, ừ đúng rồi, biết rồi. Biết được nè. Ngon nha. Ê này, được đấy. Nếu như tôi tính đúng, được đấy. Kém vô. Kém vô. Rồi. Ấy, không, cứu Bella để cho bước sẵn nó rồi vô. Thế nào cũng được, thế nào cũng được, đằng nào chẳng nổ mà. Thôi, bố luôn, bố luôn mà đây. Ok. Ta này Đánh thôi. Tại vì hôm trước tao cầm nick tao đánh là tao ulti xong tao đánh thường nhưng mà con đấy vẫn mất hai người chứ không phải một người. Thế còn bị bạn ulti. Ulti trước. Ok, bây giờ đánh thường con Bella một cái đi, không có bút sảnh đâu, đánh thường con Bella một cái đi. Đánh thường ulti nó mới đánh nó bắt một người thôi. Đánh thường Bella đi, đánh thường con Blade ngay đằng sau rồi. Và giữ lại 3 nên là em Blade một cái để Blade tăng đam. Để khi nào có giải con Bella rồi. Bây giờ có thể ulti luôn, chém luôn hoặc là đánh thường. Như nào cũng được. Giải sớm, chém sớm. Chém bạn. Rồi. Giải luôn, đó. Bốn luôn. Bốn luôn đi. Hết giảm giáp rồi. Bốn luôn. Giải cái đòn kia của nó kìa, không là nó xin chết một đứa rồi. Rồi. Biết rồi, từ. Ba. Ừ. Có ba không? Có ba mà. Ok.
cái kéo kéo lên trước đi, kéo đằng nào cũng kéo mà đúng không? Đúng rồi. Kéo không? Bây giờ nó không chỉ là bây giờ mình phải kính đam rồi. Bây giờ mình phải lời, mình phải lời cực kỳ đam luôn ấy. Kéo lên đi, kéo lên rồi tận dụng đam. Mình còn lượt 20 hay là mình làm tí bút sẵn cho nó nổ. Thì đây. Bút sẵn nổ được mà. À, đôi ui, đấy đẹp thế nhỉ, bó đẹp quá. Từ từ, từ. Nhau kéo lên cố ti đúng không ạ? Kéo lên cố ti đúng không? Kéo lên cố ti luôn. Được, kéo đi, kéo đi, kéo đi. Con người loan này chỉ anh thêm một hai lần thôi mà. Được, một luôn, một một hai luôn, một hai luôn, một queen trong cái hai được. Đánh luôn. Đấy, thịt làm gì mà hiểu đấy. Cây máu hơi hơi hạt đấy, hơi hạt đấy. Người cây máu hơi căng đấy. Đánh thương thôi. Để cho con thương nó nổ, nó nổ. Ừ, 25 mà. Hơi căng, hơi căng. Em blade một cái, em blade một cái để cho đánh blade thế. Hình như blade hết phản ứng sinh tồn đúng không? Đúng rồi. Đấy. Bắt đầu chơi. Đây, từ từ. Quả này cho Bron, quả này Bron bị bắt và bị chắc rồi. Đây, cứ chắc không, không bị bắt, không, Bron đừng để Bron bắt. Con Blade hết kiếm rồi. Thì xưa con Bron hoặc con Linux nó phải đánh thường, đúng chưa? Chưa đoạn này con Bron chắc chắn nó phải đánh thường. À không, ulti mà, ulti trước, con 4 trước, 4 trước, 4 trước 4-3, 4-3, ừ, con này em 1, 4-3 đi, 4-3 đi 4-3 đi. Trời ơi, thí, thí liền. 3 đi, 3 đi, 3 đi, 3 đi 3, 3, 3 đi, 3 đi 3 con hết ra, hết ra gì, lợi dụng rồi. Rồi, 1 đi, 1 đi, 1 đi. Một Họ kéo lượt 2 luôn. Ê, được rồi, từ từ. Có không có kéo rồi, chi phí là nào? Không phải, ta cần cái sức nó có ấy, đúng không? Đánh thường thôi. Đánh thường thôi, đánh thường thôi, đánh thường thôi. Đánh thường tiếp, đánh thường tiếp. Đánh thường tiếp. 2 bị bắt rồi. Bị bắt rồi, kẹo nó đi, kẹo đi. Mình chỉ ăn, mình chỉ ăn trong tơ này thôi, mình chỉ được ăn trong tơ này thôi. Rồi. Đánh thà mà. Ok, đốt. Kéo, kéo hai luôn. Đánh thường. Đốn. Đấy, đẹp luôn. Chưa, chưa hai, chém thôi, đứng hai. Kéo thôi, đứng hai. Rồi, kéo lên. Kéo lên hai. Phải quyết định này, phải quyết định nhé. Đổ đầu theo sau rồi. Hay rồi. 350 người theo dõi luôn. Ác liệt. Để tổng kết là có ăn được bao nhiêu tiếng á? 10 tiếng rồi á. Đúng, mày tham 10 tiếng mày nói thế nào đi? 11 tiếng rưỡi của tao đi. 11 tiếng luôn hả? 11 á? 11 tiếng luôn hả? Gần 12 tiếng. 11 tiếng rồi, đúng rồi, live 11 tiếng. Gần 12 luôn rồi á. Thì đây 12 giờ đấy, ta có cho làm tròn 11 đây. Bà bả khóc luôn rồi mà. Bà bả mà đứng khóc. Khóc luôn rồi. Tao nghe nghe em nha. Ở sao chị, ổn rồi chị ơi. Qua được rồi. Chúng ta chị ơi. Bác sĩ này cứu được rồi. Ca này cứu được. Và vấn đề nó không phải ở tầng dưới, tầng dưới nếu tầng dưới đánh một hai lần luôn, luôn thì là tầng trên thôi. Không, chị ấy không có tiếng Sele đúng không? Chị ấy không phải mất tiếng Sele mà là thứ nhất nhá. Để bọn để coi như mình họp họp bàn giáo án tại sao Sele đi qua tầng trên hôm qua. Thứ nhất mình bỏ qua vấn đề Hugh Chris, được chưa?